không may mắn như những người phụ nữ bình thường khi đôi chân chẳng còn lành mạnh. Còn anh cũng không khỏe mạnh như nhiều người đàn ông khác khi một cánh tay đã không còn. Nhưng họ đã đến với nhau bằng cả tình yêu thương. Còn gì hạnh phúc hơn khi chỉ vài tháng nữa anh Hà và chị Hiền sẽ đón cậu con trai đầu lòng chào đời, điều mà trước đây họ chưa bao giờ nghĩ tới. Thì ai cũng cần có hạnh phúc của riêng mình, mái ấm của riêng mình để có con cái cũng là niềm hạnh phúc rất là lớn. Như bao người khác, đó là quyền và nhu cầu chính đáng của người khuyết tật. Với phụ nữ, ai cũng ao ước có một gia đình nhỏ, một người chồng và những đứa con. Và quan trọng là họ được tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản, để những điều trước đây vốn được coi là tế nhị thì giờ không còn khó nói. Có một mái ấm gia đình bình thường này, có đứa con ra đời có khỏe mạnh. Bọn bất kỳ một cái người phụ nữ nào cũng mong muốn là mình có một gia đình, có người yêu, có chồng và được làm mẹ. Trong một nghiên cứu mới đây của Viện Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng, có đến gần 5% những người khuyết tật có quan hệ tình dục là những người chưa lập gia đình. Trong đó có 3 người đã làm mẹ đơn thân. Điều đó chứng tỏ nhu cầu được chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục là nhu cầu chính đáng của họ. Thì đó chính là những cái quyền vô cùng chính đáng, hết sức nhạy cảm, hết sức riêng tư nhưng mà cũng lại hết sức con người. Và điều đó mới thể hiện cái tính nhân văn của xã hội chúng ta hiện nay, đó là chúng ta quan tâm đến con người với tất cả những khía cạnh. Để có thể hòa nhập thực sự với cuộc sống, trong nhiều năm qua, người khuyết tật đã và đang nhận được sự quan tâm của xã hội trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục và việc làm. Thế nhưng, vấn đề sức khỏe sinh sản và tình dục của họ lại gần như đang bị lãng quên. Và quan trọng là vẫn chưa có một mô hình hoàn thiện để họ có cơ hội tiếp cận với những dịch vụ này. Bằng cái việc là cung cấp dịch vụ, chúng ta đã khẳng định một cái điều, chúng ta công nhận cái quyền đó của họ và chúng ta cố gắng giúp đỡ để họ có thể thực hiện được cái quyền chăm sóc sức khỏe, sinh sản và sức khỏe tình dục của mình. Để hơn 6 triệu người khuyết tật ở Việt Nam được đảm bảo các nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình dục, được hưởng trọn vẹn giá trị đích thực của cuộc sống, thì có lẽ họ cần nhiều hơn nữa sự quan tâm của cộng đồng. Khát vọng hạnh phúc không chỉ dừng lại ở công ăn việc làm, mà còn là một gia đình riêng với những đứa con khỏe mạnh